Hồ Lan Xuân Nguyên xin chào anh chị và các bạn. Ở trong cái video ngày hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ cho anh chị các bạn về một cái loại phân bón tại nhà rất là dễ làm. Đó chính là nước vo gạo, khuấy đều mỗi ngày ha, để cho cung cấp oxy để cho nó lên men, nó chuyển hóa những cái dinh dưỡng ở trong nước vo gạo thành một cái dung dịch sinh học rất là tốt cho cây trồng. Vì như những cái video trước đây Hoa Lan Xuân Nguyên đã dạy làm cách làm nước vo gạo lên men đó, và mình cũng chia sẻ rất là nhiều cái thú vị quanh cái nước vo gạo lên men này trong những cái video trước. Như là nước vo gạo lên men này thì giúp cho cây trồng cải tạo đất, rồi nước vo gạo lên men giúp cho cây trồng có thể thu hút được kiến càng, nó là thiên địch với các loại kiến khác, nó có thể ngăn ngừa những cái loại kiến mà hay mang rẹp lên trên cây trồng như những cái video mình nói trước đây. Và ngày hôm nay thì Hoa Lan Xuân Nguyên tiếp tục chia sẻ một cái thú vị khác đến từ nước vo gạo lên men, đó chính là nước vo gạo lên men tưới cho những cái cây hệ lấy củ, ví dụ như khoai lang, khoai môn, khoai từ, rồi khoai mỡ, những cái loại lấy củ khác, khoai mì, thì nó cực kỳ hợp luôn nha anh chị các bạn. Như trong hình anh chị các bạn thấy là mình đang trồng khoai từ nè, và chỉ tưới nước vo gạo lên men không thôi, và hệ cây nó cực kỳ tốt luôn, và nó cực kỳ nhanh ra củ, cực kỳ khỏe nữa. Anh chị các bạn coi sơ qua một số tấm hình vườn tại mình ha. Như đây là dây mình đang trồng khoai mỡ nè. Khoai từ. Đây là khoai mì nè. Đó. Lá đồ mọi thứ lên rất là tốt, cực kỳ khỏe, cây cực kỳ khỏe luôn. Ổi nè, mình tưới nước vo gạo nó cũng ra bông, ra trái. Và thậm chí là đây cây vú sữa. Vú sữa hôm trước ra bông ra trái một lần rồi, vào khoảng tầm hồi đầu năm thì phải. Nhưng bây giờ thì tiếp tục ra bông nữa nè. Đó. Tưới nước vo gạo không thôi. Mặc dù đây trong đây mình trồng chậu ha. Rồi, thì cái cách sử dụng như thế nào thì anh chị các bạn có nước vo gạo thì mình cứ cho vào một cái thùng ha. Và sau đó mình khuấy đều mỗi ngày. Mỗi ngày mình mở nắp ra mình khuấy đều 1 đến 2 phút để mình cung cấp cái oxy để cho nó phân hủy các cái hoạt chất có trong nước vo gạo, và rồi mình pha tỷ lệ 1 phần 10 với nước sạch và mình tưới vào gốc của những cái chậu mình trồng. Như ở đây Hoa Lan Xuân Nguyên trồng thì mình cảm nhận được rằng là nó tốt, cái nước vo gạo này cực kỳ tốt cho cái hệ củ, những cái cây lấy củ mình tưới vào mình thấy nó phát triển rất là tốt luôn, và đất mau thành mụn. Mà anh chị các bạn biết là cái những cái loại cây mà trồng lấy củ như vậy thì đất mụn thì củ nó rất là tốt. Thì trước đây mình có up một vài cái video mà trồng khoai lang đó. Đó, thu hoạch khoai lang trong cái chậu nhỏ cho anh chị các bạn xem ở trên cái kênh YouTube của mình. Đó, là hầu như đa phần là mình tưới một cái nguyên liệu duy nhất đó là nước vo gạo lên men, chứ mình không có tưới phân bón gì ở đây. Mình không có bón thêm phân bò, không có bón thêm phân chuồng. Mình chỉ có mua giá thể đất trồng ở ngoài về, rồi sau đó mình sử dụng nước vo gạo lên men và mình tưới thôi. Đây, dây khoai tự cực kỳ tốt luôn, lá cực kỳ chắc và cây cực kỳ khỏe và củ rất là nhanh. Như đợt vừa rồi thì mình có up những cái hình ảnh, một số cái hình ảnh trên Facebook của mình về cái thời gian mà mình trồng một củ khoai mỡ rất là nhanh, thu hoạch rất là nhanh, củ rất là to luôn. Mình nhổ đợt đó lên, mình nhổ lên một cụm thôi là đã hơn 4 kg rồi. Khoai mì cũng vậy nè, mình trồng hầu như đất ở đây mình, khu vực mình là đất chết, đất này không có canh tác nông nghiệp được, bởi vì thứ nhất là nó phèn, cái thứ hai độ dinh dưỡng trong đất không còn, nó chỉ là phèn và sét thôi, đất sét, nó không có một chút dinh dưỡng gì hết. Cây mình trồng ở đây đa phần mình để ý hầu như là không lớn nổi anh chị các bạn, đất nó bạc màu tới mức vậy luôn. Tại vì ở đây cái đất đai này hồi trước người ta canh tác sử dụng phân hóa học rồi rất là nhiều, cho nên là đất nó bạc màu, gặp cái xứ đất phèn nữa, cho nên là hầu như là đất không có dinh dưỡng gì nhiều hết. Và khi mình trồng ở đây á, mình cũng thử dụng nhiều loại phân lắm rồi, nhưng mà mình cảm giác được rằng đối với cái cây hệ củ á, cây hệ lấy củ
thì nước vo gạo là thần thánh đối với nó luôn. Không tin anh chị các bạn ở nhà trồng đi, các cái loại lấy củ ví dụ như khoai lang, khoai mì, khoai môn, khoai từ ha, rồi củ, các loại củ mình tưới nước vo gạo vô thì hầu như là cây rất là tốt và hầu như củ rất là to và cực kỳ nhanh có củ luôn. Và đối với các cái hệ cây ăn trái cũng vậy, khi mình tưới nước vo gạo vô thì khả năng tăng đậu trái, chống rụng trái nó rất là tốt. Trong cái video trước anh chị các bạn thấy là mình úp cây mãng cầu sim của mình ha, mãng cầu dục hạt, mình ăn dục hạt và nó lên, và hầu như bây giờ là mãng cầu sim nó lên, mình thấy là đậu tổng cộng là 8 trái mà không có rụng một trái nào chứ, đang lớn bình thường luôn, mặc dù thời tiết mấy bữa nay là mưa bão dông rất nhiều mà không có rụng một trái nào, trái đang rất là lớn bình thường luôn, rất là nhanh. Cây vú sữa trồng trong chậu rồi mình tưới nước vo gạo, và anh chị các bạn thấy không, bông nó ra rất là nhiều, bông cực kỳ nhiều luôn, rất là tốt. Và cách làm nước vo gạo này thì thật sự là nó cũng không có khó khăn gì, chỉ có mình mỗi ngày mình ăn cơm mình vo gạo và mình cho vào một cái thùng, và mình chỉ chịu khó khuấy đều mỗi ngày thôi, 1 đến 2 phút khuấy đều, dùng cái ca múc lên đổ đảo đảo khuấy đều để cung cấp cái lượng oxy cho nó hoạt động. Thì khoảng tầm từ 2 đến 3 ngày là cái dung dịch nước vo gạo đó nó sẽ lên men, và mình sẽ nghe một cái mùi thơm thơm chua chua y chang như một cái hộp sữa chua, và mình có thể pha và mình tưới cho cây trồng. Một tuần lễ mình có thể tưới 1 đến 2 lần thôi, không cần nhiều ha. Thì anh chị các bạn tự nhìn ở đây là mình hầu như là trồng theo hệ trồng rau củ quả, theo hệ là phân bón tự nhiên hết, mình cũng không có cầu kỳ quá về phân bón, cũng không có làm các cái chế phẩm này chế phẩm nọ để mình tưới. Ở đây mình tận dụng những cái thứ có sẵn, ví dụ như nước vo gạo lên men chẳng hạn đó. Thì cái hệ cũ á, hôm nay mình chia sẻ thêm một cái mẹo nữa cho anh chị các bạn biết là cái nước vo gạo lên men là nó tốt cực kỳ cho cái hệ cây lấy cũ luôn. Không tin anh chị các bạn trồng thử và tưới thử, và mình cảm khi anh chị các bạn thu hoạch hoạch sẽ biết ngay cái hệ cũ nó tốt lắm và nó nhanh có củ mà nó phát triển cực kỳ tốt luôn nha anh chị các bạn. Nhìn vô đây anh chị các bạn tưởng chắc mình bón phân rất là nhiều, chắc phải phân chuồng phân bò và trộn vô rồi phải rải gốc phân này phân nọ, nhưng thật sự không có gì cả. Ở đây chỉ có trồng hệ lấy cũ là mình sử dụng duy nhất một loại, đó là nước vo gạo lên men, chứ mà không sử dụng gì hết. Chỉ có ra ngoài tiệm mua cái bao đất ở ngoài gồm có chấu hun, sơ dừa, rồi trấu tươi, rồi vậy thôi đó, đem về và trồng đó, và mình gieo cái dây lấy cũ xuống và mình chỉ tưới nước vo gạo ngày này qua tháng kia, và cái hệ dây nó phát triển cực kỳ tốt, nhanh có củ rất là tốt luôn.